Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay hệ thống đồng hồ giờ watch của chúng tôi lại làm video để giới thiệu với các bạn mẫu đồng hồ Sunrise vừa mới về tại hệ thống gian hàng chúng tôi. Vâng, đây là trước mắt quý vị đang là một mẫu đồng hồ Sunrise vừa mới được ra mắt tháng 3 năm 2021 tại Việt Nam. Vâng, hàng mới đét còn chưa bày đến kệ thì hôm nay tôi đã làm video để quay lên cho các bạn xem trước. Vâng, đây các bạn nhìn này. Đấy, trước mắt quý vị đây là một mẫu đồng hồ Sunrise được làm dạng như là nhái theo mẫu đồng hồ Rolex của Thụy Sĩ. Đấy, thì các bạn cũng biết rồi, mẫu đồng hồ Rolex này bao giờ nó cũng có một cái viền ben ten răng cưa như thế này. Đó là cái đặc điểm truyền thống của mẫu đồng hồ Rolex. Đấy, cho nên là mà cái mẫu đồng hồ này Rolex ấy, thì nó là một cái mẫu đồng hồ bán rất chạy trên toàn thế giới luôn. Cho nên là các thương hiệu đồng hồ giống như là Ogen này, Olympia này, Pianus này của Nhật Bản hoặc Thụy Sĩ cũng đều là làm nhái theo cái mẫu đồng hồ Rolex đó. Thì Sunrise này cũng không ngoại lệ. Và với phiên bản mới nhất này thì cũng được làm nhái kiểu dạng như vậy. Đấy, cũng có cái viền benzen răng cưa này. Dây cũng rất là giống với mẫu đồng hồ của Rolex. Đấy, cũng rất là giống luôn. Bởi vì đó là cái mẫu đó bán chạy mà vẫn được người tiêu dùng rất là ưa thích cái mẫu đồng hồ có cái viền benzen răng cưa như thế này, bởi vì nó độc và lạ. Vâng, nó độc và lạ. Mới cái rất nhiều người dân thích, mà lại cái giá tiền nếu mua được cái đồng hồ Rolex thì trung bình nó khoảng tầm 3 cho đến 5 cho đến 1 tỷ. Đấy, 300 500 đến 1 tỷ đồng mới mua nổi một cái đồng hồ Rolex. Mà trong khi đó người bình dân như chúng mình chúng ta thì rất hiếm khi là có thể động tay được đến cái mẫu đồng hồ đấy. Chính vì vậy Sunrise mới hiểu được người tiêu dùng, cho nên là mới ra một mẫu đồng hồ gọi là tương đối giống với đồng hồ Rolex để cho các bạn được sử dụng nó, em nó và sở hữu em nó. Vâng, thì đây thì trước mắt quý vị đó là một mẫu đồng hồ Sunrise có mã là 1255 SB. Đấy, rất đẹp luôn. Vâng, rất là đẹp, với viền benzen này là răng cưa, dây xích đấy bằng chất liệu là thép 316L, vỏ cũng là chất liệu thép 316L. Kính thì hoàn toàn bằng sapphire các bạn nhé. Size mặt của mẫu đồng hồ này là 40 và độ dày khoảng 9 ly. Vâng, 8-9 ly thôi, rất là vừa tay với cổ tay người Việt mình. Vâng, size mặt 40 này thì tôi size mặt phải đeo 42, nhưng mà tôi đeo mẫu này lên cũng rất là đẹp luôn. Vâng, cực kỳ đẹp. Về màu sắc thì cũng có 3-4 màu cho các bạn lựa chọn đấy các bạn ạ. Này, gồm có màu trắng bạc này. Đấy, màu đờ mi, đấy, mặt đen này, đờ mi mặt trắng này, và màu vàng hoàn toàn luôn, mặt vàng. Đấy, mặt vàng, dây vàng, vỏ vàng, cực kỳ sang chảnh luôn các bạn nhé. Đấy, từ khóa này chiếc rất là đẹp luôn. Đấy, khóa đây các bạn này, logo này, logo Sunrise này. Đấy, cực kỳ đẹp. Giờ tôi sẽ đeo lên tay thử cho các bạn xem nhé. Đây các bạn này, wow, các bạn nhìn xem, rất đẹp luôn, cực kỳ sang luôn này. Không khác cái đồng hồ Rolex luôn ạ. Đấy, mặt số được trang trí bằng những chữ Sunrise chạy rất nhiều trên mặt này. Đấy, xếp hàng chạy lên là mặt. Đấy. Ngoài ra thì có một ô kính lúp để mình soi cái ngày đấy các bạn này. Soi ngày nó phóng lên rất là to, giống như đồng hồ Rolex. Cái viền benzen thì nó lấp lánh các bạn nhìn này, lấp lánh luôn, cực kỳ thu hút người xem, người nhìn. Tội gì phải bỏ ra 500-700 triệu để mua một con đồng hồ Rolex, mình có thể là mình mua một con đồng hồ Sunrise chính hãng để đeo, tự tin hơn rất nhiều khi mình phải mua phải một con đồng hồ Rolex hàng nhái các bạn nhé. Một con đồng hồ Rolex hàng nhái thì có 1-2 triệu tùy từng fake mấy, nhưng cái vấn đề là
đeo nó không được tự tin. Bây giờ mình có mẫu đồng hồ chân dài này rồi thì tôi nghĩ là nên mua mẫu đồng hồ chân dài này với cái giá bán là 2.990.000. Các bạn mua online được giảm giá 20%. Vâng, các bạn mua online được giảm giá 20% cho các bạn thì rất là tuyệt vời rồi, đúng không bạn? Vâng, tôi giới thiệu qua một chút về máy thì kính sapphire này, độ chịu nước là 3 atm cho các bạn đi mưa rửa tay mọi cái thoải mái. Vâng, tắm giặt thoải mái được. Vâng, trừ khi các bạn không nên đi bơi. Đi bơi thì nhỡ nước nó vào thì bảo đồng hồ đều thì rất là dở. Vâng, đi bơi thì nó phải là đồng hồ chuyên dụng để bơi lội cơ. Đồng hồ thời trang hoặc là đồng hồ mình đeo văn phòng mà mình đi bơi lội thì nó lại không hợp lý đâu. Đấy, các bạn thì bảo cứ mua cái đồng hồ mấy triệu về tôi sao lại không đi bơi được thì nó vô lý các bạn ạ. Có nhiều khi con đồng hồ mấy trăm triệu người ta còn giữ như thầy giữ ấn ấy. Người ta còn không dám năm còn bỏ ra đeo có 1-2 lần nhưng không dám đeo nhiều đâu. Đừng nói là đi bơi. Đấy, cho nên là các bạn muốn của bền thì tại người thôi, chứ không phải là bảo do là đồng hồ đều hay là mẫu đồng hồ người ta làm thế này thế kia. Đấy. Mà bây giờ tôi nói thật ra thì họ làm cái đồng hồ tốt quá để các bạn đeo đời này sang đời kia, đời bố để truyền sang đời con thì người ta hãng người ta phá sản, đúng không ạ? Hãng người ta phá sản. Họ cũng phải làm sao để cho nó nhanh hỏng để cho các bạn phải mua mẫu mới chứ, đúng không? Đấy, nói vui với các bạn thế thôi nhưng thực tế ra là cũng như vậy đấy. Ví dụ một số mẫu đồng hồ thương hiệu đồng hồ tôi giới thiệu qua một chút là người ta không làm kính sapphire. Mặc dù là cái chất liệu sapphire thì người ta thừa sức làm được. Tại sao người ta không làm? Đấy. Thế thì họ cũng giải đáp đơn giản như tôi vừa nói thôi. Đó là bây giờ làm chủ yếu là để thời trang. Các bạn đeo một vài năm thì các bạn bỏ, các bạn mua mẫu mới. Thế bây giờ làm cái đồng hồ ra bền quá 5-7 năm thì hoặc là chục 20 năm các bạn mới hỏng thì người ta bán cho ai, đúng không ạ? Người ta còn nuôi hệ thống máy móc phải công nhân rồi là nhà xưởng người ta. Đấy, mà các bạn cứ đeo nó bền quá thì người ta bán cho ai? Đó là lý do một số cái thương hiệu đồng hồ người ta không làm kính sapphire là như vậy. Nhưng mà thương hiệu đồng hồ chân dài này thì ai đã được từng đeo rồi thì đều biết cả là gọi là nồi đồng cối đá các bạn ạ. Nồi đồng cối đá luôn đấy ạ. Vâng, kính sapphire là chất liệu thép 316L này. Máy thì là máy Nhật này, thương hiệu Thụy Sĩ này. Đấy, cho nên là nếu mà nói về độ bền của mẫu đồng hồ thương hiệu đồng hồ chân dài này thì tôi đã từng đeo rồi, không phải chê được điểm nào cả. Đấy, không chê điểm nào cả. Thứ nhất về giá thành, về chất liệu, về mọi cái đều rất là ổn. Đấy, rất là ổn luôn. Cho nên là các bạn khi đã từng đeo chân dài thì chắc chắn là rất là yêu thích mẫu thương hiệu đồng hồ này. Vâng. Đấy, thì trên đây tôi giới thiệu với qua với các bạn là một mẫu đồng hồ chân dài vừa mới về tại hệ thống gian hàng của chúng tôi. Thì ai mua mẫu nào, đấy, màu nào thì hãy để lại comment cho tôi nhé, để lại comment cho hệ thống gian hàng chúng tôi. Vâng, ngoài ra thì đi phụ kiện đi kèm với đồng hồ thì bao giờ cũng có này, thẻ bảo hành này, chính hãng này, đấy, thẻ bảo hành này, hộp này các bạn này, đấy, túi hộp, thẻ bảo hành chính hãng. Vâng, tất cả đều được bảo hành 2 năm các bạn nhé. Đấy, thay pin miễn phí. Vâng, thay pin miễn phí 5 năm. Đấy, cho nên các bạn luôn. Đây là không phải nghĩ luôn. Đấy. Ai có nhu cầu thì qua hệ thống đồng hồ giờ watch của chúng tôi. Đây, có địa chỉ tại một là tầng 1 trung tâm thương mại The Garden, đường Mỹ Đình, Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hai là tầng 1 trung tâm thương mại Mipec Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Vâng, trang web là thewatch.com.vn, thewatch.vn. Vâng. Các bạn nào có nhu cầu thì hãy liên lạc với chúng tôi để sở hữu em nó nhé. Vâng, thì bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.